Vườn hoa Đà Lạt, một trong những địa điểm vui chơi, thưởng ngoạn của du khách mỗi khi ghé thăm thành phố Đà Lạt. Đặc biệt trong hội hoa xuân Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 năm nay, vườn hoa Đà Lạt sẽ là nơi trưng bày và dự thi của các tác phẩm thuộc nhiều thể loại hoa như địa lan, phong lan, tiểu cảnh hoa, tiểu cảnh bonsai. Chính vì thế hiện nay công tác chuẩn bị đang được khẩn trương thực hiện. Vườn hoa thành phố đã tích cực làm hội hoa Tết, chăm những cái hoa ươm từ nhỏ thay thế những cái hoa tàn. Hy vọng là khách du lịch sẽ thích, thì vườn hoa năm nay có nhiều thứ đổi mới. Để chuẩn bị đầy đủ số hoa bố trí, trước đó vườn hoa Đà Lạt đã ươm trồng hàng nghìn chậu hoa với rất nhiều chủng loại để phục vụ công tác trưng bày. Cụ thể đã có phong lữ, dạ yến thảo, tài tượng, vân vân. Tất cả các loại hoa này đã được bố trí thành một con đường hoa nối dài 300 mét và các khu vực xung quanh vườn hoa, tạo thành những mảng hoa lớn hết sức đẹp mắt, thu hút du khách. Vườn hoa rất là đẹp, thì mỗi một năm tôi thấy vườn hoa ở đây càng ngày càng tiến bộ hơn vì được khang trang và trang bị những bông hoa có vẻ như là cải cách hơn mấy năm trước. Chính thức được diễn ra từ ngày 25 tháng 1, tức 28 âm lịch, đến ngày 8 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng. Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017, ngoài việc trưng bày các tác phẩm về hoa của các tổ chức cá nhân, Hội Hoa Xuân năm nay sẽ có nhiều tác phẩm dự thi như non bộ tiểu cảnh đẹp, kỷ lá hoa trái, bonsai, bonsai hoa trái, nét đẹp gạch tre Việt. Năm nay thì có cái bước là chúng tôi chuẩn bị hết sức chu đáo, nhất là cái việc trưng bày, mình đặt hàng các tác phẩm để đem về tập kết, được trưng bày thành chia thành 5 cụm ở không gian mở ở trên đồi quốc tế, đặc biệt là gắn với cái Đinh Dậu. Thì ngày mùng 5 Tết thì chúng tôi sẽ tổ chức một khai mạc cái hội thi nét đẹp gạch tre Việt Việt Nam. Đây là một thi có tính quy mô toàn quốc, lần đầu tiên tổ chức tại Đà Lạt. Có thể nói, với sự chuẩn bị chu đáo từ các hoạt động đầu tư, tôn tạo, làm đẹp cảnh quan, đến công tác thu hút các tổ chức cá nhân tham gia vào hội thi trưng bày các tác phẩm về hoa, bonsai các loại. Tin rằng Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017 tại Vườn Hoa thành phố Đà Lạt sẽ là điểm đến hấp dẫn dành cho nhân dân và du khách trong mùa xuân này. Chủ các cửa hàng hoa chủ yếu đến tận các nhà vườn để lựa chọn các loại hoa có đủ màu sắc mới lạ như lan hồ điệp, địa lan, tulip và vũ nữ, nhằm làm phong phú hơn dòng sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.